trước mặt cô ta, chàng cũng nói thiếp là tiện nhân à? Ê, đừng, không, 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 chuyện đó không có. Chủ nhân, chính là chỗ này. Mở cửa. Kẻ nào vậy? Sao bất lịch sự quá. Mở cửa, mở cửa. Lại là ngươi hả? Chủ nhân, chính là hắn. Chính là hắn. Sao hả? Lại ngứa ngay phải cầu. Ngưu Ma Dương là Ngưu Ma Dương, còn khoác lác là Bình Thiên Đại Thánh thì đó. Đại Thánh của ta là nhắm vào ngươi mà gọi đó. Sao hả? Ngươi nghĩ ngươi là thiên thần để ta sợ ngươi sao? Thẩm à, mau thả tôi ra đi. Nếu không cửu phụ của tôi đánh vào thì thẩm mất mạng đó. Ngươi nói cái gì? Cửu phụ ngươi? Phải đó. Lão Ngưu đó cố tình muốn hại thẩm để có thể trở về sống bình yên vui vẻ với tiện nhân đó. Muốn hại ta thế nào? Thẩm có biết cửu phụ tôi là ai không? Một đứa nhỏ nhà quê như ngươi có thể có cửu phụ tài ba gì chứ? Nè, cửu phụ tôi là Ti Pháp Thiên Thần Hiển Thánh Nhị Lan Chân Quân, cũng gọi là Nhị Lan Tiểu Thánh. Không biết thẩm có từng nghe chưa? Nhị Lan Thần, cửu phụ ngươi? Nực cười, đùa với ta à? Ngưu Ma Dương, hãy đem trầm hương ra đây, không chừng chủ nhân nhà ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Nó đang ở đây, có bản lãnh thì đến lấy đi. Ngươi đang thịt nó. Vậy Bảo Liên đang đâu? Cái gì đang? Chính là cái tay nãy mà lúc ngươi bắt trầm hương đã cầm ở trên tay đó. Ta ăn vụ giả quá, ta không có để ý tới. Tiểu huynh đệ, ta cởi trói cho cậu. Trói có đau không? Nè nè, ở đây có thuốc nè, ta lấy thuốc cho cậu, bôi ít thuốc nha. Không cần, không cần, không cần đâu. Chủ nhân, mổ bụng hắn ra tìm thử coi. Lão Ngưu, hôm nay còn lấy mạng người nơi Thúy Dân Sơn thì ta không phải Hồ Dương. Khoan đã, khoan đã. Nhị Lan Chân Quân, cháu của ông chưa chết. Chưa chết chỉ vì cô ấy ngại đến gặp ông. Cô ấy lấy có một chiếc tất chân của ông. Tất chân? Nặng mùi thiệt đó. Cậu ấy nói tất chân này của ông có thể chứa được 10 vạn thiên binh. Tìm được tất chân này thì ông sẽ không tìm được cậu ấy nữa. Nó đang ở đâu? Vậy thì có sao rồi? Đưa ta đi tìm nó. Được, Nhị Lan Chân Quân mời. Phu nhân. Tránh ra. Chân Quân mời. Đi. Cửa sau ở đây. Ủa? Rõ ràng là bó chạy từ đây mà. Nhất định là còn ở trong động. Tìm đi. Dạ. Thiên địa vô cực, vạn lý truy tố. Ngươi lòng vòng làm gì? Không phải là thuộc hạ đi lòng vòng, là nó lòng vòng. Té đau rồi phải không Trầm Hương? Mau.
không sao? Mau qua đây. Đứa nhỏ này sao cứ chần chừ do dự vậy? Mau qua đây đi. Chủ nhân, nó ở đây nè. Tại con do dự, tại con nhát gan. Bây giờ làm sao đây? Trầm Hương, con không nghe lời chút nào. Con nghe lời, nghe lời cứu phụ thì mẹ con không ra được. Đừng nghĩ là ta đã từng tốt với con thì sẽ không giết con. Cứu phụ ra tay giết con thật sao? Nếu bây giờ con quay về, ta không những sẽ không giết con mà còn giúp con. Bây giờ con quyết định, con không quay về. Trầm Hương, con thử mấy thôi. Con quyết định rồi. Cứu phụ từng nói đại trường phu nhất ngôn kỹ xuất tứ mã năng truy. Tốt, tốt lắm. Vậy thì đừng trách cứu phụ nhẫn tâm. Hạo Thiên Quyển. Dạ. Giết Trầm Hương trước, giết luôn Ngạn Xương sau. Dạ. Dương Tiện, huynh đừng quên huynh và Trầm Hương là người thân có cùng huyết thống. Con cũng ép ta. Giống như trước đây mẹ con ép ta vậy. Cô ép huynh thế nào? Không lẽ đứa con muốn gặp mẹ có gì không đúng sao? Điều này không liên quan tới cô. Đừng nghĩ cô là tứ công chúa của Đông Hải thì ta sẽ không dám giết cô. Dư Tiễn, cô bản lãnh thì không giết tôi đi, không có liên quan tới gì tứ. Trầm Hương, con không sợ chết à? Tôi sợ. Ai đến giết tôi cũng sợ. Nhưng mà tôi không sợ phải chết trong tay của ông. Ông giết đi. Mới chừng ấy tuổi mà đã biết lợi dụng tình cảm để uy hiếp người khác. Dương Tiễn ta trước giờ không chịu uy hiếp của bất cứ ai. Hạo Thiên Quyển. Dạ. Còn đợi gì nữa? Chủ nhân à, thuộc hạ vẫn chưa hiểu lắm. Nhân tính đó chủ nhân nói là... Không. Thuộc hạ nói chủ nhân phải giết thiệt hả? Dì Tứ. Dương Tiễn, ông có giỏi thì tự ra tay giết tôi. Ông sai Hao Thiên Khuyển ra tay giết tôi. Đến lúc ông cảm thấy ra rứt thì ông có thể giết chết Hao Thiên Khuyển để trả thù cho tôi. Đây cũng là một cách ăn nói với lương tâm, có phải gì không? Ăn nói sằng bậy. Vậy tại sao ông không đích thân giết tôi đi? Lùi ra. Dạ. Được, ta sẽ tự tay giết người. Các cô có muốn xen vào chuyện này? Vị Lan Thần, huynh có biết hai ngày nữa thì tôi phải lên thiên đình đập bản liệt kê qua cỏ cho nương nương. Điều này có liên quan gì đến ta? Huynh thật sự không thấy lo chút nào sao? Trong chuyện này vị Lan Thần ta không có làm sai, cũng không sợ nương nương biết. Nếu vậy còn chuyện đó thì sao? Tỷ
tiên tử nói năng sâu xa quá, Dương Tiễn nghe không hiểu. Được, vậy thì tôi nói từ đầu đến cuối cho huynh nghe. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, một con mắt của ông đã hóa thành mặt trời, con mắt còn lại thì hóa thành mặt trăng. Lông mi của ông... Đừng nói nữa. Được, không nói nữa. Thả Trầm Hương ra đi. Còn có ai hay biết chuyện này? Nếu như Trầm Hương không có chuyện gì thì sẽ không có ai biết được chuyện này nữa. Lỡ như Trầm Hương mà có mệnh hệ gì, tôi bảo đảm thần tiên khắp nơi trên tiên giới đều biết chuyện này. Tứ công chúa bị làm sao vậy? Có phải có người dùng phép định thân đối với cô không? Dì Tứ, đi. Trầm Hương, mau bái kiến dì Bách Hoa tiên tử đi. Dì chính là dì Bách Hoa. Trầm Hương bái kiến dì Bách Hoa. Trầm Hương, để dì nhìn con thật kỹ đi. Không hổ danh là con trai của Tam Thánh Mẫu, rất là túng túng. Trầm Hương đã rời khỏi Lưu Gia Thôn. Sao ạ? Điều này muội biết rất rõ. Nếu chuyện này để thiên đình biết được, Trầm Hương Lưu Ngạn Sương không có người nào sống nổi. Còn sự trừng phạt mà muội phải chịu nhất định sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ. Dị ca, quên cho muội gặp nó một lần nữa, muội nhất định có thể khuyên nó quay về. Pháp lực của muội sắp mất hết, muội không thể nào gặp cha con họ. Quên có thể giúp muội. Quên giúp muội tức là giúp cho bản thân mình. Quên cũng đâu có muốn chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Huynh sẽ có cách của huynh khiến cho nó quay về. Nhưng muội phải thành thật trả lời huynh một vấn đề. Vấn đề gì? Chuyện ở Quảng Hàng Cung, thật ra muội đã nói cho bao nhiêu người biết? Muội không có nói với người khác, nhưng muội không biết Hằng Nga có nói không. Nhị ca, cho muội thêm cơ hội, muội nhất định có thể khuyên được nó quay về. Nhị ca, nhị ca, nhị ca. Chủ nhân. Ê, chủ nhân à, thuộc hạ cả gan hỏi thêm một câu nữa. Lông mi của bàn cổ đó. Thuộc hạ chỉ thấy lo thôi. Lỡ như Bách Hoa tiên tử nói chuyện này với thiên đình thì... Đến động Ba Tiêu một chuyến nữa. Trời ơi, phu nhân à, nàng nghĩ coi, có thể nào ta lại muốn hại nàng chứ? Nhất định là tên tiểu quỷ đó chia rẽ chúng ta. 200 năm cố công hề nghỉ trở về một chuyến, hôm nay vô duyên vô cớ chạy về đây để làm gì? Thì ta cũng vì nhớ nàng mà. Chàng nhớ tiếp, tiếp nghĩ là chàng muốn hại chết tiếp thì đúng hơn. Phu nhân à, ta nói thật với nàng nghe, hai ngày nay ta và Ngọc Diện công chúa cãi nhau vài câu, vậy mà cổ lại không cho ta lên giường. Nàng nói coi. Vậy chàng... Phu nhân à, chuyện này là sao đây? Làm cho ta... Lão Ngưu, Lão Ngưu, cứu thiếp, cứu thiếp. Lão Ngưu, đừng qua đây. Người đánh phụ nữ có gì là giỏi chứ? Có giỏi nhắm vào ta. Ngươi và ta đều biết rõ, nếu như hai ta mà đánh nhau, ba ngày ba đêm cũng không thể phân thắng bại. Ta không muốn phải tốn công sức. Ngươi muốn sao đây chứ? Muốn giữ mạng nương tử của ngươi, ngươi phải làm giúp ta một chuyện. Làm chuyện gì? Vào trong ta nói cho ngươi biết. Trầm Hương và Lưu Ngạn Sương cha của nó, cùng với Tứ công chúa Đông Hải, đều đang trốn ở Bách Hoa Viên Tô Châu. Người đến đó giết Lưu Ngạn Sương và Tứ công chúa cho ta. Hả? Bắt Trầm Hương và Bách Hoa tiên tử và tất cả Hoa tiên tử ở Bách Hoa Viên về đây cho ta. Người khác thì không nói gì, còn Bách Hoa tiên tử là thủ lĩnh quần vương trong thiên hạ. Bắt cô ta, chuyện này e sẽ làm lớn ra, nhất định sẽ kinh động tới thiên đình đó. Người muốn làm thì làm, không muốn làm ta cũng không gian sinh ngươi. Nhưng mà hãy đợi nhận xác của nương tử ngươi đi. Thật là kỳ lạ, đứa nhỏ này không giống Tam Thánh Mẫu, cũng không giống huynh. Hôm nay ở Thúy Dân Sơn, chỉ cần nó chạy thì có cơ hội. Cũng chính vì nó nhát gan mà còn chần chừ do dự, cả chút can đảm chạy qua cũng không có. Sau khi trở về, huynh phải dạy dỗ lại đàng hoàng. Được được, chỉ cần chạy là có cơ hội.
Trầm Hương, sao chưa ngủ nữa? Dì Bách Qua, con không ngủ được. Phải rồi, đúng lúc con có chuyện muốn hỏi gì. Là chuyện gì? Lòng mi của bàn cổ đó thực ra là sao vậy? Con hỏi chuyện này để làm gì? Nếu như con biết được chuyện này thì sẽ không sợ ông ấy nữa. Con lầm rồi, sau khi con biết được hắn nhất định sẽ giết con diệt khẩu. Nhưng mà không phải dì cũng biết chuyện này sao? Có khi nào ông ấy... Dì của con là thủ lĩnh quần vương trong thiên hạ, được thiên đình phong. Nếu như dì mà có mệnh hệ gì thì đó không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên dì có chỗ dựa nên không sợ. Trước đây con luôn mong có thể gặp được mẹ trong mộng. Mỗi lần gặp mẹ trong mộng con đều rất vui mừng. Nhưng mà bây giờ con không dám gặp mẹ. Con nhát gan, con sợ chết. Cho nên con đã từ bỏ mẹ con rồi. Trầm Hương, đây không phải là chuyện con có thể chi phối. Trên đời này những chuyện chúng ta không thể chi phối có quá nhiều. Nếu như người nào cũng suy nghĩ giống như con, vậy sống sẽ đau khổ biết mấy. Cha, có thuyền kìa. Tới đâu mới tìm được họ đây? Cha, cha coi bên này. Cha, bên này nè. Đi, đi. Mua vô. Vui thật. Con cái của muội nè. Đẹp quá. Đẹp quá. Của cái của tỷ nè. Cha, con đau bụng quá, muốn đi nhà sĩ. Đi, cho tôi một cây đi. Ở bên đó đó. Dạ. Thôi nữa. Lần này cũng đông đủ thật, làm sao bắt đây? Thôi thì ta bắt tên tiểu quỷ này trước, rồi dụ chúng đến một nơi không có ai, tóm gọn cả lũ. Ngon quá đi. Ngon quá. Hồi muốn chết. Hồi quá. Ngon quá. Ngon thật nha. Nè, ở anh Trầm Hương đâu? Trầm Hương đâu? Nó cũng có ở trong đó. Hả? Chúng ta mau đi tìm đi. Đi mau. Trầm Hương. Đã làm phải làm đến cùng. Đi tìm chỗ nào ngủ một giấc đã. Ngủ dậy rồi hẳn tính. Trầm Hương. Trầm Hương. Trầm Hương. Trầm Hương. Có nhìn thấy một cậu bé khoảng 16 tuổi cao cỡ này không? Nè, sao rồi? Có tìm được không? Có tìm được không? Không thấy. Trời ơi, vậy? Cướp thiệt hả? Cường đạo cướp ngựa. Hả, cướp ngựa hả? Cướp ngựa. Trời ơi. Cướp ngựa.
Vị đại ca này. Hả? Có một cậu bé khoảng 16-17 tuổi, huynh có nhìn thấy không? Tôi không thấy. Cảm ơn. Đau. Ngưu Ma Dương. Có yêu quái, yêu quái. Lên đây. Trầm Hương, phải đánh lạc hướng lão Ngưu. Lão Ngưu ăn dụng kìa. Không lẽ có người phát hiện hành tung của lão Ngưu ta? Chuyện này không thể lộ chút sơ hở nào. Hãy nhìn xem. Bách Qua tỷ tỷ, bà Quế trở về rồi. Ở đâu? Bách Qua tỷ tỷ, sao rồi, có tìm được không? Càng lúc càng ít người, vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tới đâu cũng không tìm thấy. Trời các tiền tử trong Bách Hoa Viên đã bị lão Ngưu ta bắt về hết rồi. Nhưng mà cha con Lưu Ngạn Xương và tứ công chúa đó sao hả? Không biết trốn ở đâu rồi. Không phải ta đã nói với ngươi đợi đủ người rồi mới ra tay sao? Đợi đủ người, ta sợ đợi nữa thì cả mấy người này cũng chạy hết luôn đó. Cả bản thân họ cũng không tìm được cha con Lưu Ngạn Xương, kêu ta tới đâu tìm được chứ. Mấy người này tính sao giờ? Giết. Hả? Giết hả? Không tốt đâu. Lỡ như sau này tội này sẽ rất nặng đó. Muốn giết tự ngươi ra tay giết đi. Ta không làm. Dương mẫu nương nương đã hạ chỉ kêu Bách Hoa tiên tử lên thiên đình diện thánh. Bây giờ họ đã mất tích rồi. Dương mẫu nương nương nhất định sẽ phái ta xuống điều tra chuyện này. Hả? Vậy sao ngươi không chịu nói sớm? Bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi lo cái gì? Đến chừng đó ta bắt đại một yêu quái, nói là Bách Hoa tiên tử đã bị hại, Dương mẫu nương nương nhất định sẽ lập Bách Hoa tiên tử khác. Chuyện này coi như kết thúc. Cho nên ngươi nhất định phải loại trừ bọn họ để trừ họa về sau. Vậy khi nào ngươi thả nương tử của ta ra? Ở nhà mà đợi đi. Thiên địa vô cực, vạn ly.
Bách Hoa tiên tử, Bách Hoa tiên tử, Mây Quế tiên tử, Mẫu Đơn tiên tử. Súc sinh đi tiện, ngươi là tên súc sinh. Chửi đi, ngươi chửi tiếp đi. Chửi, đương nhiên là ta phải chửi. Dương Tiễn, ngươi là tên súc sinh độc ác tàn bạo, lục thần không nhìn, heo chó cũng không bằng. Ngươi nghĩ ngươi quỷ diệt Bách Hoa Chiên thì có thể giết ngươi diệt khẩu được sao? Trong tam giới, những người biết ngươi quỷ diệt cọc thụ ở Quảng Hà Cung không chỉ hàng ngàn hàng vạn. Ngươi sẽ giết không hết, giết không tận đâu. Chân Quân Thần Điện, ngươi đừng nghĩ là chuyện này có thể giấu được Thiên Đình. Ta và Tam Thánh Mẫu đã đem chuyện này nói cho rất nhiều người biết. Ngươi sẽ giết không hết đâu. Nói, các người đã nói cho ai biết? Ngươi muốn biết sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể tha chết cho ngươi và Trầm Hương. Được, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi biết. Nhổ hay lắm, ta sẽ cho ngươi nhổ ra hết. Dụng hình ép cung cho đến khi hắn nói ra mới thôi. Đánh đi Dương Tiễn, ta cũng muốn coi ngươi độc ác tới cỡ nào. Nếu như ngươi không nói thì ta bóp cổ con trai người chết trước mặt người. Đi, bắt Trầm Hương đến cho ta. Dạ. Thiên địa vô cực, vạn lý truy tung. Không đúng, muội biến mất ở bờ sông, dòng nước thượng nguồn chảy xiết, không lẽ là ta đã chạy quá nhanh? Cho dù ngồi thuyền cũng không thể đến được đây. Mà kệ đi, kiếm chút gì ăn rồi tính. Cánh cửa một gì vậy? Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Người...
Hả? Cây gì mà quý vậy? Có y phục mặc nữa. Đừng lấy y phục của ta. Hả? Ta cầu xin ngươi đừng lấy y phục của ta. Yêu quái, dùng nó mình nhát gan để coi mình có nhát không. Trời ơi, nghĩ coi, ta chỉ muốn được tạo sự thuận lợi. Thời tiết lạnh như vậy, mình mẩy ta lại ướt hết. Ngươi là một cây tinh, lớp vỏ dày như vậy cần y phục làm gì chứ. Cho ta mượn, ta không y phục khô rồi trả cho ngươi. Vậy, ngươi không y phục rồi lập tức trả cho ta nha. Nhất định. Hình như là y phục của tiểu cô nương. Khó trách lại sợ hãi như vậy. Mặc vào sẽ giống cái gì đây? Nè, sao ngươi không đi hong y phục đi? Ta đang tìm, ở đâu có lửa? Nhì, để ta hong cho ngươi. Ngươi cũng biết chút phép thuật ha. Chút phép thuật này cũng không biết còn gọi là yêu quái gì. Nhanh vậy sao? Cô tài giỏi thiệt. Y phục cô rồi, trả y phục lại cho ta đi. Được. Nè, ngươi định đi đâu vậy? Đi mặc y phục. Tại sao không mặc ở đây? Đứng trước mặt con gái thấy ngại lắm. Vậy ngươi cởi y phục thì sao không ngại? Vừa rồi ta không biết cô là con gái mà. Vậy có khi nào ngươi không quay lại không? Không đâu, ta mặc y phục xong sẽ trả cho cô. Đợi nha. Nè, nhớ quay lại nha. Lỡ như cổ mặc y phục vào trở mặt với mình thì sao? Cổ biết phép thuật, mình nhất định đấu không lại cổ. Nè, ngươi có còn ở đây không? Nè, ngươi. Hả? Tiểu yêu quái này cũng rất xinh đẹp, chạy thì chạy không khỏi rồi, đấu trí với cổ. Nương tử của Ngưu Ma Dương cũng đấu không lại mình. Tiểu yêu quái này đáng là gì chứ? Nè, tiểu yêu quái, đánh lén người ta có gì là giỏi? Có giỏi thì so tài với ta đi. So tài gì? Cô chính là tiểu cây tinh đó hả? Ta không phải là cây tinh. Vậy cô là yêu tinh gì? Không nói cho ngươi biết. Ngươi nói đi, muốn so tài gì với ta? Chúng ta so tài có ai chạy nhanh. Hả? Vậy nhất định ngươi sẽ thua. Ta có thể đi may. Ta cũng biết. Vậy tại sao vừa rồi ngươi không đi may? Ta hả? Làm biến đi may. Làm biến đó. Được rồi, ta tin ngươi. Nếu như ta thắng. Nếu như cô mà thắng, ta làm ngựa cho cô cưỡi. Cô đi đến đâu ta cõng cô đến đó. Nếu như cô thua thì cô làm ngựa cho ta. Ta muốn đến đâu thì đưa ta đến đó. Sao hả? Có phải là ngươi biết đi mây sao? Sao bắt ta đi mây làm ngựa cho ngươi cưỡi chứ? Hey, không phải đã nói với cô rồi sao? Ta làm biến đi mây mà. Ta tên là Trầm Hương. Cô tên là gì? Ta tên Tiểu Ngọc. Thì thế nào? Ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta sẽ cùng chạy. Một canh giờ sau, ai ở đằng trước thì người đó thắng. Được rồi, người đếm đi, ta chuẩn bị rồi. Ta chuẩn nè, bị ta rồi nha. 1, 2, 3, chạy. Nè, ta đến đây, ta đuổi kịp cô rồi. À,
cũng may không đuổi theo. Sao trời chưa tối mà lại phát sáng vậy? Thôi kệ đi, nghỉ một lát đã. Làm phiền nha, cho mượn chỗ nghỉ một chút. Nghỉ đi, nghỉ đi. Tiếng vừa rồi sao nghe quen vậy? Quay lại, quay lại đây cho ta. Quay lại, chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Quay lại đây, con người chạy đâu? Quay lại. Đi vô. Con ngươi còn chạy đi đâu nữa? Khó khăn lắm tâm hạ. Anh Bao, tại sao phải gạt ta? Ta gặp kẻ thù đuổi theo, sợ cô theo ta sẽ nguy hiểm. Có thật không? Cô nhìn thấy giả sao? Mau lên. Chạy đi đâu? Chạy mau, bên đây. Mau lên, mau lên. Ta không bắt các ngươi lại, ta thể không làm cho. Đuổi đến nơi rồi. Chưa. Đi đi đi, bên đây, bên đây. Chạy. Wow.